Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Creta, một cái dòng xe crossover trong phân khúc cỡ B của bên nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, cái dịp thời điểm ngày 7 tháng 7 năm 2022 này, Top KVN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn những cái chính sách giá bán mới nhất về Hyundai Creta này, những cái chương trình về quà tặng và mức giá lăn bánh mới nhất của từng phiên bản Hyundai Creta đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã, đang và quan tâm chờ đợi về cái dòng xe này. Với Hyundai Creta thì những khách hàng mà chúng ta chờ đợi đó là chờ cái phiên bản cao cấp của Creta, khi mà trong cái thời điểm từ ngày ra mắt đến thời điểm này thì chưa có một chiếc xe Hyundai Creta phiên bản cao cấp nào về cả. Và theo thông tin mình cập nhật mới nhất ngày hôm nay thì Creta trong chương trình của tháng 7 này, đại lý tại đại lý của mình nhá, sẽ về được Creta phiên bản cao cấp với 3 màu chủ đạo: trắng, đỏ, đen. Ngoài ra chúng ta sẽ có cả màu xanh nữa, nhưng mà màu xanh chỉ về đến 1 đến 2 xe thôi. Trắng, đỏ, đen thì mỗi màu được khoảng tầm 3 đến 4 xe quý chị các bạn ạ. Trong cái dịp tháng 7 năm 2022 này, xe sẽ về trong tháng 7 này quý chị các bạn nhé. Và nó cũng sẽ là về trong cái dịp của cái tháng 6 âm lịch, cũng nghĩa là nó sẽ trước cái tháng 7 gọi là tháng Ngâu quý chị các bạn ạ. Vậy thì nếu như những cái thời gian vừa qua rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm và hỏi về cái phiên bản cao cấp của Hyundai Creta, vậy thì tháng 7 này có xe về quý chị các bạn ạ, trắng, đỏ, đen và màu xanh dương quý chị các bạn nhé. Đó là về cái thông tin về phiên bản cao cấp. Thế còn cái phiên bản tiêu chuẩn và cái phiên bản đặc biệt của Hyundai Creta thì về cơ bản cái mức điều chỉnh giá trong cái dịp tháng 7 này cũng đã tốt hơn rất nhiều, rất nhiều so với cả cái tháng 5 và tháng 6 quý chị các bạn ạ. Tuy nhiên tại thời điểm này thì chúng ta cũng hầu hết là cũng phải ký chờ cho những cái màu trắng, đỏ, đen, cả phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên thì số lượng xe thì hiện tại thời điểm này, đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt với màu trắng chẳng hạn, với những nhiều khách hàng chúng ta thích màu trắng thì cái số lượng khách hàng chúng ta ký chờ về cái phiên bản này hiện tại cũng tương đối là nhiều rồi. Như vậy thì tại cái thời điểm này, bắt đầu từ thời điểm này đến thời điểm cuối tháng thì thường là chủ đạo nhận về những cái màu đen và màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu xám với Creta phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. Quay trở lại với phần cập nhật giá của ngày hôm nay thì mình xin phép cập nhật đầu tiên là Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn của Creta nếu như để lăn bánh được tại thời điểm này ở tỉnh, chúng ta sẽ bỏ ra là 695 triệu quý chị các bạn nhé. Ở Hà Nội là 728 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 715 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Ở tỉnh là 695, ở Hà Nội là 728 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 715 triệu đồng được để lăn bánh được Creta phiên bản tiêu chuẩn. Phương án trả góp thì ở tỉnh tối thiểu cần chuẩn bị là 197 triệu, Hà Nội là 230 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 217 triệu theo phương án trả góp anh chị nhé. Tỉnh là 197, Hà Nội là 230 và thành phố Hồ Chí Minh là 217 triệu đồng. Đó. Đó là phiên bản tiêu chuẩn, cái mức giá cũng đã là ổn định hơn và tốt hơn rất nhiều so với cả cái dịp của cái tháng trước rồi. Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm về cái phiên bản tiêu chuẩn này thì các bạn hãy cứ liên hệ để chúng ta có thể nhận được cái lịch xe một cách là chi tiết nhất, một cách là chuẩn xác nhất. Tiếp theo là Hyundai Creta phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt của Creta nếu như mà tại thời điểm này, dịp tháng 7 này, màu trắng thì mình cũng đã nói rồi, gần như là chúng ta đã ký tương đối là nhiều rồi, rất khó để có thể ký thêm tại thời điểm này để có thể giao xe trong tháng. Thì còn màu đen, màu đỏ, màu xanh, đó là những cái màu có thể ký tiếp được với Creta phiên bản đặc biệt. Vậy thì lăn bánh tại thời điểm này ở tỉnh chúng ta sẽ bỏ ra là 796 triệu, ở Hà Nội là 795 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 781 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Ở tỉnh là 761, bờ tỉnh là 761 quý bạn ạ. Ở Hà Nội là 795, thành phố Hồ Chí Minh là 781. Đó là cái mức giá theo cách tính mới nhất, theo cái mức giá bán mới nhất. Phương án trả góp bản này thì ở tỉnh tối thiểu các bạn cần bỏ ra là 210 triệu. Hà Nội là 242 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 230 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 210, Hà Nội là 242, thành phố Hồ Chí Minh là 230 triệu đồng với Creta phiên bản đặc biệt.
phiên bản mà cũng được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Thực ra thì Hyundai Creta cho cả phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt thì là một mẫu xe rất dễ để mọi người có thể đưa được ra quyết định khi mà cái tầm tiền của dòng xe này. Ví dụ như phiên bản tiêu chuẩn của Creta thì mức ngang với cả Kia Sonet phiên bản Premium, cho nên là nhiều khách hàng chúng ta thích một chiếc xe không gian rộng rãi hơn, thoải mái hơn, gầm cao đấy, thì thường người ta sẽ chọn về Creta phiên bản tiêu chuẩn này. Còn phiên bản đặc biệt thì đâu đó chúng ta cũng cố thêm một chút thôi là có thể lấy được phiên bản đặc biệt rồi. Khi mà so sánh với những cái dòng xe khác trong cùng phân khúc thì hoàn toàn Hyundai Creta có ưu thế khi mà tầm tiền thì tốt hơn. Tầm này thì không liên quan đến thuế trước bạ nữa, ở xe nhập khẩu hay xe lắp ráp thì đều giống nhau cả, cho nên là cái tính cạnh tranh của Creta bắt đầu từ tháng 6 này nó đã tốt hơn rất là nhiều rồi quý chị các bạn ạ. Tiếp theo là Creta phiên bản cao cấp hoàn toàn có thể ký chờ trắng, đỏ, đen và xanh dương các bạn nhé. Đó là những cái màu mà có thể rẻ xe giao trong cái thời điểm của cái tháng 7 dương lịch này dành cho các bạn với phiên bản cao cấp có xe về chắc chắn quý chị các bạn nhé. Lăn bánh ở tỉnh bản cao cấp là 836 triệu, ở Hà Nội là 871 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 856 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 836, Hà Nội là 871 và thành phố Hồ Chí Minh là 856 để lăn bánh được Creta phiên bản đặc biệt. Phương án trả góp bản này thì ở tỉnh tối thiểu bỏ ra là 222 triệu, Hà Nội là 256 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 242 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 222, Hà Nội là 256, thành phố Hồ Chí Minh là 242. Creta phiên bản cao cấp này chúng ta sẽ có thêm cửa sổ trời, ngoài ra thì có nhiều những cái tính năng an toàn, tính năng an toàn, tính năng chủ động, tính năng bị động, những cái option được nâng cấp hơn rất là nhiều với phiên bản cao cấp này. Nó có Hyundai Smart Sense nữa quý chị các bạn ạ. Đó là những cái thông tin về giá của Hyundai Creta tại cái video ngày hôm nay mà Toka VN cập nhật. Ngoài ra về tình hình xe phiên bản cao cấp nha anh chị khách hàng mà thời gian qua chúng ta theo dõi thì tháng này sẽ có xe về quý chị các bạn nhé. Trắng, đỏ, đen và xanh dương là những cái màu có thể về được. Và cuối cùng thì nếu anh chị chúng ta quan tâm về cái dòng xe Hyundai Creta này, số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này, ở miền Bắc thì các bạn hãy gọi ở miền Bắc, ở miền Nam thì các bạn hãy gọi ở miền Nam để có thể là cập nhật về tình hình xe, về phương án mua xe, về trả góp, rồi là về những cái chương trình ưu đãi, về quà tặng tăng cường đến từ bên phía đại lý dành cho các bạn khi mà chúng ta có nhu cầu lấy xe. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của Top KVN. Xin chào.